Chào mừng quý vị và các bạn đến với tiểu mục hướng dẫn võ tự vệ. Như thường lệ, đồng hành cùng với chương trình là võ sư Nguyễn Quang Dũng, trưởng môn phái Việt Nam Hồng Quyền Đạo. Thưa võ sư, vừa rồi thì chúng ta đã thực hiện cái đòn tự vệ có tên là gì ạ? Vâng, vừa rồi chúng ta vừa thực hiện một cái đòn tự vệ gọi là đòn đánh vào huyệt yếu huyệt dưới mắt cá chân. Và chỗ đấy nó cũng là cái cổ chân, cho nên là khi tác động vào đấy một cái lực đột ngột thì nó sẽ làm tác động làm cho cái chân của đối phương thứ nhất là sẽ bị tê dại, tê liệt đi. Thứ hai nữa là có thể là sẽ bị lật cái cổ chân và đối phương sẽ mất khả năng chiến đấu. Điểm yếu dưới mắt cá chân thì là nó có dễ nhận diện không ạ? Vâng, cũng rất dễ nhận thôi, bởi vì cái mắt cá chân nó ở đâu thì mọi người chắc chắn là đều biết rồi, và nó ở ngay dưới cái mắt cá chân. Mọi người có thể lấy cái ngón tay ấn vào chỗ đấy và cũng sẽ cảm nhận thấy nó rất đau đớn. Như võ sư vừa mới thực hiện ấy, thì nó là sử dụng cái mũi của ngón chân. Như vậy thì nếu mà chúng ta đi giày thì một cái giày như thế nào nó sẽ đem lại cái hiệu quả? Vâng, cái câu hỏi nó cũng rất là tinh tế, nó cũng rất là hay. Thế thì thứ nhất là như thế này, nếu như là sử dụng một cái đòn đá trực diện vào đấy mà đi bằng giày tây ấy, người ta gọi nôm na là giày tây giày da, thì rõ ràng là nó sẽ nâng cao cái hiệu quả lên rất là nhiều. Đấy, thế còn nếu như là đi giày mềm, giày thể thao thì mình có thể sử dụng những cái đòn khéo léo, ví dụ như là dùng những cái cạnh này này để mình câu chân, gọi là câu, nhưng mà thực ra khi mình phát lực mạnh ấy vào một cái điểm yếu ở dưới cái mắt cá, nó cũng là cái cổ chân, thì nó rất dễ dẫn đến cho đối phương bị lật cổ chân, là bị chấn thương, bị bong gân và mất khả năng chiến đấu. Và lúc bấy giờ mình có thể triển khai những cái đòn tiếp theo. Để giúp quý vị có thể hiểu rõ hơn cách sử dụng các cái cơ pháp để tác động vào điểm yếu dưới mắt cá chân như thế nào cho hiệu quả, thì ngay sau đây tôi cùng với võ sư Quang Dũng sẽ thị phạm để chúng ta theo dõi. Khi chúng ta sử dụng các cái thủ pháp, cước pháp để tác động vào cái điểm yếu dưới mắt cá chân ấy, thì chúng ta làm như thế nào để đạt được hiệu quả cao nhất? Vâng, đầu tiên theo cái nguyên lý chung ấy, đầu tiên là vẫn cứ phải hóa giải đòn của đối phương đã. Đấy, mình hóa giải đòn của đối phương, dùng cầm nã nắm bắt đòn của đối phương, xong sau đấy chân thì mình xoay cái chân bùi kẹp. Đấy, xoay cái chân bùi kẹp, lúc bấy giờ mình mới có cái tầm đòn, tầm lực để mình tấn công vào cái huyệt dưới mắt cá chân của đối phương. Trong những trường hợp mà mình gặp những cái đối phương nó cũng có luyện tập, nó cũng có ăn tập và nó cũng có những cái sự biến hóa nhất định ở trong đòn của nó, thì mình đầu tiên cũng vẫn cứ phải là cơ bản là mình phải hóa giải các cái đòn của nó đã. Đấy, thế khi mà mình hóa giải đòn của đối phương rồi thì cái chân này của mình sử dụng cái đòn câu. Đấy, mình câu chân của đối phương, đá đúng vào cái huyệt dưới mắt cá chân và cái khớp cổ chân này này. Thì cái động tác này là để làm gì? Là để đánh làm cho đối phương tê liệt dại cái chân và đồng thời là mở rộng cái khớp háng. Thế từ chỗ này thì cái bộ hạ của đối phương là nó rất hở, thì mình chỉ việc nhấc cái chân này lên theo dọc cái chân của đối phương là sẽ đá được đúng vào cái điểm bộ hạ của đối phương, là cái điểm rất yếu. Đấy, và khi đánh được như thế rồi, đá được rồi, mình hạ xuống và mình tấn công một cái đòn mãnh hổ du sơn. Và như thế là một cái đường liên hoàn rất là hoàn hảo và sẽ làm cho đối phương hoàn toàn mất khả năng chiến đấu. Vừa rồi võ sư Quang Dũng đã hướng dẫn tới quý vị khán giả cách sử dụng cước pháp để tác động vào điểm huyệt dưới mắt cá chân. Hy vọng rằng với sự hướng dẫn của võ sư Quang Dũng thì có thể giúp ích cho quý vị trong những trường hợp tự vệ ngoài cuộc sống. Một lần nữa cảm ơn võ sư Quang Dũng đã đồng hành cùng với chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Những hình ảnh trong tiểu mục hướng dẫn võ tự vệ đã khép lại tạp chí võ thuật tuần này của chúng tôi.
Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.